cả xăm. Tôi đã một lần đi thì xe An Nhiên chưa chờ lắm họ đóng cửa hết, họ không mở cửa. Mình cứ đi đâu thì nó cửa nó bắt cửa đấy. Vào nhà có nhà thì nó mở cửa nhưng mà chồng nó đi ăn cơm xong đi chơi. Đấy mình. Mới đau chứ gì? Mẹ mình thì mình cần. Mấy chỗ rồi đấy. Không, nhưng mà